X88 Nhà Đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng và đang được giao bán với giá 1.850.000.000, bìa đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 43m2, 3 tầng, quay về hướng Đông Nam, được thiết kế hiện đại đầy đủ công năng. Cấu trúc của căn nhà bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, sân phơi, sân cổng chung. Tại tầng 1, không gian phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá hoa giả gỗ chống trơn trượt, có trang trí đèn chùm chiếu sáng đẹp. Đi sâu vào trong là không gian phòng bếp rộng đã có sẵn kệ bếp mới và bàn ăn sạch sẽ. Trong nhà có trang trí thêm cây cảnh tạo không gian xanh cho ngôi nhà. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Nhà nằm trong ngõ rộng, ô tô đỗ cửa, ngõ thông sang đường Nguyễn Công Hòa. Cầu thang đi lên các tầng phía trên được lát nền gạch xám, lan can cầu thang được sơn màu đỏ bắt mắt. Khu vực các tầng phía trên được chia thành 3 phòng ngủ đẹp và rộng với đầy đủ giường đệm, rèm cửa, điều hòa. Nhà vệ sinh được lát đá sáng bóng sạch sẽ, vòi tắm hoa sen, đầy đủ công năng cho quý khách sử dụng. Chỉ với 1.850.000.000 là quý khách có thể sở hữu ngôi nhà 3 tầng 43m2, hướng Đông Nam. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.